Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Rin Xe Cơ. Hôm nay có lựa chọn mới, hôm nay có hai món, có ba bốn món mới muốn giới thiệu cho anh em nha. Đây, anh em nào đang theo dõi kênh video Phụ Tùng Rin Xe Cấp Charlie CD Dream hàng tháo xe thì các bạn bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Rin Xe Cấp hàng ngày nha. Rồi, gọi trực tiếp số điện thoại gặp mình hoặc là nhắn tin trong Zalo mình sẽ trả lời cho các bạn. Rồi bây giờ có mấy món này về nào. Cặp cốp. Cặp cốp nhựa trắng các bạn. Đây là cặp cốp hàng nhập mới da băng nha, hàng da băng. Rồi cái bịch của nó đây. Đây là cái bịch của nó. Bịch này nữa. Đây. Đây. Giờ mới tháo ra các bạn. Đây là cặp cốp nhập da băng màu trắng các bạn. Anh em nào muốn cặp màu xanh thì hôm qua mình có quay rất là nhiều cặp màu xanh. Rồi, cặp màu xanh của mình nha. Rồi, màu xanh này là tháo xe. Đó. 486 gì ta lại mẹ hết. Đó là màu xanh nha. Hôm nay giới thiệu cặp màu trắng nha các bạn. Rồi, cặp màu trắng nè. Đây là nhựa trắng đúc dành cho anh em gắn xe đời 92 chứ 394 cốp trắng á. Rồi, đó. Thấy chưa hôm nay chưa? Đất nằm nó đóng nè. 9112 Honda ABS nha. Đây là hàng nhập mới da băng trong bịch. Đó, mới về được một cặp này. Rồi, cục hít yên. Cục hít yên dành cho anh em gắn đế sắt nè. Đấy, cái hàng này từ bữa giờ không có, bây giờ mới có nha các bạn. Đây. Honda da băng. Cái này nhập hãng. Cái này nhập từ bên Nhật về chứ không phải hãng Honda Việt Nam nha các bạn. Honda Việt Nam không có cái loại này nữa nha. Lưu ý nha, Honda Việt Nam bán cái này bán cho ai? Các bạn nghĩ coi Honda Việt Nam bán cái này cho ai? Làm gì có cái xe nào mà gắn được cái này? Tại vì hãng là người ta bán xe mới đúng không? Mà xe mới là không bao giờ có chiếc xe cúp nào mà đế yên bằng sắt hết. Đó, chỉ có đế yên nhựa thôi. Mà đế yên bằng sắt. Mà không có xe nào gắn đế yên sắt thì này, nó nhập cái cục này về nó bán dài, chắc nó bán cho ma quá. Thì cái đây là Honda Nhật. Người ta sản xuất dành cho những em chơi đồ cổ nó mới có cái này nha. Cho nên yên tâm, cái này là hàng Nhật chứ không phải là hàng Việt Nam nha các bạn. Hay là hàng Thái Trung Quốc này nọ nha. Đây, tem đây. Khi mình gửi hàng cho các bạn, mình sẽ bóc cái tem này ra nha. Tùy trường hợp mình sẽ bóc hay không bóc. Nhưng mà đa số là mình bóc. Mình sẽ bóc ra để mình kiểm tra cái độ nứt để mình bóc ra. Đây, đó, mình bóc ra để mình kiểm tra. Nhiều khi lỡ có một cái lỗi gì sao. Thì có một số anh em thắc mắc là tại sao khi gửi không gửi luôn trong cái bịch. Bây giờ nếu mình gửi cái bịch cho các bạn mà lỡ nó bị mẻ chỗ đây một chút mà nó không hết. Thì lúc đó các bạn đủ thừa mình là gửi đồ mới mà gửi đồ lỗi. Cái thứ hai là khi mà chúng ta đổi đi đổi lại thì nó tốn tiền cước. Nó tốn tiền cước, nhiều khi tiền cước nó bằng luôn cả tiền mua của cái cục này. Cho nên khi gửi hàng cho các bạn, trong tất cả mọi sản phẩm lưu ý là mình sẽ bóc ra hết nha. Không có cái nào để trong bịch. Trừ khi các bạn yêu cầu để trong bịch mình sẽ gửi. Nếu các bạn yêu cầu thì mình sẽ để trong bịch. Nếu có chuyện gì các bạn mình sẽ không có đền. Còn khi mà mình gửi ra như thế này. Đó, mình gửi ra cho các bạn. Mà khi các bạn nhận các bạn thấy nó bị lỗi thì mình sẽ đổi cho các bạn. Thì đó là do bên mình sơ xuất. Còn khi gửi cho các bạn là chắc chắn là mình sẽ bóc hết mấy cái bịch này ra nha. Và cái thứ hai là khi mà để trong bịch, để như vậy mà mình bỏ trong cái hộp, cái tủ đồ của mình nó rất là chiếm diện tích, cho nên mình cũng bóc ra để cho nó gọn lại diện tích, cho nó để cho được nhiều thứ các bạn. Rồi, video clip này thì giới thiệu cặp cốp màu trắng nè, dành cho anh em gắn xe 86 màu trắng nha. Rồi, một món. Đó, vừa thêm cái mặt nạ nữa. Bữa anh em nào kiếm cái mặt nạ logo này đây. Rồi, cái này mình bán nguyên bộ vậy luôn nè. Siêu đẹp luôn nè. Đó, nguyên bộ luôn nha. Như thế này. Cái logo này cực đẹp nè. Đó, logo cực đẹp nha. Phần nhựa phía trên nó hơi chấm mè thì dứt bạn. Đó, nhưng mà mình bán nguyên combo như vậy nè. Đó, nguyên combo như vậy. Anh em nào mà xúc được xúc nha. Rất là nhiều anh em dẫn cái này. Rồi, cặp lốp Dream Thái nha. Cặp lốp gắn cho Dream Thái hoặc là xe cúp 70-90. Cái này là Dream nhập mới Thái Lan các bạn. Đó là một cặp. Mình đang có cặp lốp da băng
Pinu da băng. Đây, hàng cực kỳ hiếm luôn, đảm bảo sẽ khó kiếm trên thị trường. Đây, đắt 208 nè. 208, này Inu nè. Đắt Inu nè. Da băng nào. Đây. Da băng nè. Rồi, cái lớp này cũng da băng nè. Inu da băng nè. Này 250 nha. 250. 250. 250. Rồi, với lại cặp ruột Thái hai lớp nha. Cục ruột ring Thái hai lớp. Rồi anh em có nhu cầu lấy món nào, các bạn liên hệ cho mình cặp niệm của Custom 208 đùm to.